Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 28 đến trang 30, sách cánh diều tuần 9. Đầu tiên là phần sinh hoạt dưới cờ, biết quý trọng thời gian. Xem trình diễn tiểu phẩm biết quý trọng thời gian, chia sẻ bài học em rút ra từ tiểu phẩm. Như vậy thì các em sẽ xem cái buổi trình diễn tiểu phẩm biết quý trọng thời gian. Rồi sau khi chúng ta xem thì chúng ta sẽ chia sẻ một cái bài học mà chúng ta rút ra được từ tiểu phẩm này. Thì ở đây tiểu phẩm là biết quý trọng về thời gian. Thì bài học rút ra có thể rút ra được từ tiểu phẩm đó là thời gian là vô giá, thời gian trôi qua thì không bao giờ có thể lấy lại được. Vì thế chúng ta phải biết, luôn biết quý trọng và tiết kiệm thời gian. Rồi tiếp theo là phần hoạt động giáo dục theo chủ đề thời gian biểu của em. Số 1 nhỏ chia sẻ về một ngày của em, kể về các hoạt động trong một ngày của em theo gợi ý. Giờ em thức dậy vào buổi sáng, những việc làm chuẩn bị trước khi đi học, những hoạt động em tham gia ở trường, những hoạt động vui chơi ngoài giờ học, những cái việc làm giúp đỡ gia đình khi ở nhà. Như vậy ở câu số 1 này chúng ta sẽ dựa vào các gợi ý và kể về các hoạt động hàng ngày của em. Thì ở đây cô ví dụ như giờ em thức dậy vào buổi sáng đó là 6 giờ. Rồi những cái việc làm chuẩn bị trước khi đi học đó là chúng ta sẽ đánh răng nè, rửa mặt, ăn sáng, thay đồng phục, đi giày. Rồi những cái hoạt động của em tham gia ở trường, ví dụ như là em học tập, sinh hoạt lớp, tham gia tập thể dục giữa giờ. Rồi những cái hoạt động vui chơi ngoài giờ học, ví dụ như là chơi thể thao, nhảy dây, đá cầu, vân vân. Rồi những việc làm giúp đỡ gia đình khi ở nhà. Như vậy ở nhà chúng ta đã giúp đỡ gia đình những cái việc làm nào? Ví dụ như là giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa nè, cắm cơm, phơi quần áo, trông em, vân vân. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là lập thời gian biểu. Thì các em sẽ lập thời gian biểu các hoạt động của em theo mẫu gợi ý dưới đây. Như vậy thì các em hãy dựa vào gợi ý để chúng ta hoàn thành cái thời gian biểu về các hoạt động của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn. Thì thời gian biểu ở đây chúng ta có là buổi sáng, buổi chiều và tối. Thời gian là lúc mấy giờ, hoạt động công việc nào thì chúng ta sẽ lập cái thời gian biểu này. Thì các em quan sát tranh thì các em thấy ở đây sáng ngủ dậy nè, đến trường, rồi giúp mẹ lau dọn nhà cửa, ăn tối, học bài, hay là các em sẽ quan sát các tranh. Thì ở đây cô ví dụ như thời khóa biểu buổi sáng 6 giờ thì thức dậy, 6 giờ 15 ăn sáng thay quần áo, 6 giờ 45 đi học, chiều 5 giờ đi học về, 5 giờ 30 giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, 6 giờ đi tắm. Rồi đến tối 7 giờ, 7 giờ 30 làm bài tập về nhà, 8 giờ 30 soạn sách vở. Như vậy chúng ta vừa theo dõi ở đây là thời gian biểu các hoạt động theo mẫu. Rồi tiếp theo là hoạt động tiếp nối, chia sẻ thời gian biểu với người thân, thực hiện các hoạt động công việc hàng ngày theo thời gian biểu đã xây dựng. Rồi tiếp theo là sinh hoạt lớp, kết quả thực hiện thời gian biểu. Thì các em sẽ chia sẻ kết quả thực hiện thời gian biểu theo gợi ý. Những việc em đã làm được theo thời gian biểu, những việc em chưa làm được theo thời gian biểu và lý do chưa thực hiện được, những điều chỉnh của em về thời gian biểu. Như vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ các kết quả thực hiện thời gian biểu của mình.
Rồi nêu cảm nghĩ của em sau khi thực hiện thời gian biểu đó. Thì ở đây cô ví dụ như cái kết quả thực hiện thời gian biểu của mình. Ví dụ như những cái việc em đã làm được như là những cái việc nào, như là học tập ở trường, vệ sinh cá nhân, ăn trưa, ăn tối, giúp đỡ mẹ việc nhà. Rồi những cái việc em chưa làm được theo thời gian biểu, ví dụ là chơi với em, đi ngủ muộn hơn thời gian biểu. Lý do là vì sao? Là do mãi vui chơi bên ngoài quên mất thời gian về nhà. Bị ảnh hưởng bởi các chương trình TV, chơi game quá cái thời gian quy định, mãi đọc truyện tranh, vân vân. Rồi, làm bài tập về nhà quá thời gian. Thì những cái điều chỉnh của em về thời gian biểu thì các em sẽ cần làm gì? Chúng ta sẽ điều chỉnh lại bằng cách đó là các em sẽ rút ngắn thời gian chơi thể thao, ví dụ như là từ 16 đến 17 giờ. Rồi rút ngắn thời gian vệ sinh cá nhân. Rồi tiếp theo đó là cảm nghĩ. Cảm nghĩ của em sau khi thực hiện thời gian biểu như thế nào? Ví dụ như là vui vẻ, tự hào vì có thể thực hiện được những cái công việc trong thời gian biểu của mình. Tuy nhiên cũng có phần chưa hài lòng vì không thực hiện được tất cả các công việc đúng kế hoạch. Rồi như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn hoạt động trải nghiệm lớp 3 của bộ sách cánh diều. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh này lên để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.